hoạt chất giúp ngăn ngừa da lão hóa. Các hãng mỹ phẩm luôn đưa ra những lời giới thiệu hấp dẫn về sản phẩm chống lão hóa của họ, và thường thì giá của dòng dưỡng da đặc trị này khá đắt đỏ. Tuy nhiên, không nhiều người dành thời gian để nghiên cứu cẩn thận cũng như có khá ít tài liệu khoa học về các chất này được công khai. Giải đáp vấn đề này, các nhà sinh vật học sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về mức độ hiệu quả của 5 hoạt chất được đánh giá cao về khả năng chống lão hóa dựa trên nghiên cứu sinh học. Những tư vấn này sẽ giúp bạn chọn lựa được những sản phẩm thực sự hiệu quả và đáng tin cậy để đồng hành cùng bạn trong cuộc chiến chống lại sự tàn phá của thời gian. 1. Vitamin C. Vitamin bạn dùng sẽ mang lại 3 lợi ích cho làn da của bạn. Nó không chỉ là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho da do tiếp xúc với các yếu tố môi trường như ánh nắng mặt trời và ô nhiễm, mà còn can thiệp vào việc sản xuất các sắc tố dư thừa trên da, giúp làm mờ các đốm và sạm màu. Và nếu tất cả những điều đó vẫn chưa đủ, nó cũng giúp kích thích sản xuất collagen khi sử dụng tại chỗ hoặc uống. Một số người có thể nhạy cảm với vitamin C hơn những người khác và có thể bị kích ứng. Nó cũng rất dễ bị mất hoạt tính nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí. Hãy để các sản phẩm vitamin C trong các chai tối màu và cất chúng ở nơi tối, mát mẻ, như ngăn kéo. 2. Vitamin A. Vitamin A hiện là thành phần chống lão hóa hiệu quả nhất trong các sản phẩm chăm sóc da. Ngay cả khi nồng độ chỉ 0,08%, nó có thể hoạt động. Nếu nồng độ vượt quá 1%, nó là một sản phẩm rất kích thích. Vitamin A khi vào da sẽ chuyển hóa thành axit vitamin A, một mặt để nhanh quá trình thay mới lớp biểu bì, giúp da mịn màng, hồng hào hơn, mặt khác thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, ngăn ngừa tia cực tím từ việc phân hủy collagen hiện có để làm cho làn da căng mọng. Nói cách khác, tác dụng chống lão hóa thực sự chính là tretinoin. Lý do tại sao nó không được thêm trực tiếp vào các sản phẩm chăm sóc da là vì nó có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất mạnh và có thể gây ra các tác dụng phụ như phát ban, mẩn đỏ, bong chóc và đau nên chỉ được sử dụng dưới dạng thuốc kê đơn. Vitamin A ít gây kích ứng hơn, nhưng không phải ai cũng dùng được. Nếu cảm thấy không khỏe có thể dùng 2 ngày một lần. Nếu sau một tuần các triệu chứng không thuyên giảm, tức là da chưa hình thành khả năng chịu đựng thì không nên miễn cưỡng sử dụng. 3. Axit lactic. Đây là một thành phần chống lão hóa phổ biến trong cả sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ, tại văn phòng và nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết tại nhà, giúp làn da điều màu và rạng rỡ hơn. Thêm vào đó, không giống như nhiều thành phần tẩy tế bào chết khác, có thể bị khô nếu không được sử dụng đúng cách. Axit lactic đã được chứng minh là làm tăng các yếu tố giữ ẩm tự nhiên trong da. Chỉ cần lưu ý rằng nó sẽ làm cho da của bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, nếu bạn muốn quan tâm đến làn da của mình hơn thì axit lactic sẽ là một phần trong kho vũ khí chống lão hóa của bạn. 4. Collagen. Collagen là một trong những protein quan trọng nhất trong làn da của bạn, là nền tảng để giữ cho da khỏe và săn chắc, giống như chiếc lò xo bên dưới tấm đệm. Vấn đề là sản xuất collagen tự nhiên của chúng ta chậm lại khi chúng ta già đi, và thêm tổn thương, tất cả các loại yếu tố bên ngoài ahem, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cũng góp phần vào sự phân hủy collagen. Mặc dù có thể hiểu rằng collagen là một thành phần chống lão hóa tuyệt vời, nhưng nó không hoàn toàn đơn giản như vậy. Có thể bạn đã thấy rất nhiều collagen gần đây, các loại thuốc và bột khác nhau đã tràn ngập thị trường, chào hàng tất cả các loại thuốc có lợi cho da, tóc và móng. Tuy nhiên, rất khó để collagen dạng uống có thể tạo ra sự khác biệt trong da. Điểm mấu chốt, hãy xem cơn sốt collagen này chỉ bằng một hạt muối. Nhưng nếu bạn muốn thử, hãy tiếp tục, vì nó thực sự không thể...